một cái cành lá nè các bạn, một cái cành lá có sự dao động rất dữ các bạn, mặc dù các cành lá xung quanh là không có, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? À, các cành lá xung quanh là không có, mà riêng cái cành lá này là có một cái sự dao động, các bạn thấy không? Đó, đó, mặc dù là không có gió, các bạn thấy không? Một sự kỳ lạ các bạn, không kỳ dĩ phải đó. À, bây giờ có một luồng gió nhẹ thì cành, nhưng mà cành lá này vẫn, các bạn thấy không, có một sự dao động không, nó là rất lạ các bạn, thấy không? Mặc dù các cành lá khác là rất là yên lặng các bạn, nhưng mà cành lá này thì các bạn thấy không? Rồi thôi, mình chuẩn bị mình tạm dừng video ở đây các bạn ơi.